phản ứng oxy hóa aldehyde bằng phức bạc ammonicat. Cho dung dịch bạc nitrat vào ống nghiệm. Thêm từ từ dung dịch ammoniac cho đến khi kết tủa tan. Thêm dung dịch aldehyde formic vào ống nghiệm. Đặt ống nghiệm vào cốc nước nóng. Sau một khoảng thời gian, thấy có một lớp bạc kim loại mỏng bám trên thành ống nghiệm.